Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 có chủ đề đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. Buổi lễ phát động, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa yêu cầu các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, đưa hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm vi phạm pháp luật. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn thành phố Bà Rịa bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với các hoạt động triển khai chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm từ thành phố đến cơ sở. Sau lễ phát động, các xe loa có trang trí pano khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn thực phẩm chạy dọc các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Bà Rịa để tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động. Còn tại huyện Đất Đỏ, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, huyện tăng cường công tác truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phấn đấu giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Tại lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đề nghị các ngành địa phương nâng cao ý thức thực hiện trách nhiệm được phân công trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và người tiêu dùng quy trình chế biến thực phẩm an toàn, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm. Đến với huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Xuyên Mộc cũng vừa phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, huyện Xuyên Mộc sẽ tăng cường công tác giáo dục truyền thông, thông tin chính xác kịp thời các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.